xin chào tất cả các bạn, rất vui là được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay. Trong phạm vi của clip này á, thì Mokita xin chia sẻ với các bạn cách đánh câu intro ca khúc Đoạn buồn đêm mưa ha. Thì cái câu intro này mình biên soạn trên tông La Thứ. Còn khi mà các bạn áp dụng vào thực tế thì tùy giọng mỗi người ha, các bạn có thể chịu khó kẹp capo lên các ngăn, nó sẽ ra các tông tương tự thôi. Ok, bây giờ xin mời các bạn xem cái đoạn intro mẫu mình đánh ha. Ok, đến với phần chia sẻ cách đánh á, thì đến với câu thứ nhất các bạn đàn cho mình như thế này. Đầu tiên các bạn để cho mình là ngăn thứ ba như thứ hai, nốt re các bạn. Re fa nha. Re la fa đó, fa thì các bạn để cho mình ngăn thứ ba dây thứ tư ha. Re la fa re đó, cái re cuối cùng thì các bạn trở về hợp âm re thứ và đi kèm với bát re ha. Dịch như thứ tư đó các bạn. Rồi các bạn đàn cho mình là 3, 2, 1, nghỉ à, nhớ nha, có quan trọng là lưu ý cái nhịp của bài này nó hơi khó. Mình đàn lại nha. Nghỉ, tiếp theo đến câu thứ hai là mi, re, đô, la, mi, đô à, đô cuối cùng á các bạn về hợp âm La Thứ và đánh cho mình là dây thứ hai và thứ năm cùng lúc ha. Đô, 3, 2, 1, nghỉ. À, ok chưa, cứ cú câu ta nghĩ một cái một dậm chân một cái á. Rồi đến với câu thứ ba các bạn làm cho mình là re do si, thì si này á các bạn để cho mình là hợp âm sơn trưởng ha và đánh dây thứ nhất bu dây thứ sáu bass son á cùng lúc ha. Re do si la fa si đó, trở về hợp âm sơn trưởng tiếp si đó, si và la nghỉ mi ba hai một hai ba một hai ba đó, ok chưa. Rồi tiếp theo tương tự như câu thứ nhất thôi, re la fa re ba hai một nghỉ, tiếp theo mi re đô la mi đô ba hai một nghỉ, ok chưa. Rồi tiếp theo các bạn đàn cho mình là re đô si la fa, khác chỗ này si đó, si này các bạn trở về hợp âm mi thứ nha, si ba hai một đó, la nghỉ la ba hai một đó. Rồi tiếp theo này các bạn đàn cho mình là mi fa mi re do si la đó, ok chưa. Đó khá đơn giản thôi, các bạn chịu khó để ý cái nhịp ha. Rồi ok, trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cách đánh câu intro đoạn buồn đêm mưa tông La Thứ. Nếu các bạn theo dõi chưa kịp á thì bạn chịu khó tua chậm lại clip này và kết hợp với việc xem các nốt mình để trên góc ha. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy clip này bổ ích á thì hãy ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh mới bên dưới clip này và nút rung chuông kế bên để đón xem các clip tiếp theo trên kênh Mokita. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào.